Dạ vâng, em xin chào chị ạ. Thì hôm nay em chọn cây bông trang vàng nghệ hai cây để gửi đến chị. Trước khi gửi em quay cái clip này để cho chị xem trước ạ. Đây hai cây một cốt nha chị. Hôm nay một cốt. Tàn rất là đều ạ. Nó đang có bông. Cây này hơi cong. Đưa cho chị cây thẳng thẳng. Cây này. Ok, hai cây này ok nè chị.